đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Mới đây, nhãn hàng thời trang H&M đã đăng thông báo ngừng hợp tác, không nhập nguyên liệu bông vải Tân Cương vì cho rằng các nhà máy sản xuất đã không rõ ràng về quy trình sản xuất nguyên liệu cũng như vi phạm hợp đồng lao động. Kéo theo một loạt nhãn hiệu khác thuộc liên minh các nhãn hàng cũng đã lên tiếng tương tự H&M, điển hình là thương hiệu Nike đã chặn các địa chỉ mua hàng online của Nike đến từ Trung Quốc. Do sự kiện bông Tân Cương, nên hiện tại dàn sao hoa ngữ điển hình như Vương Nhất Bác, Tống Thiến đều quay lưng với loạt thương hiệu thời trang lớn. Bắt đầu từ sự việc bông Tân Cương, nên hiện nay các sao lớn hoa ngữ như Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Đàm Tùng Vận đều thông báo ngừng hợp tác với các brand thời trang như Nike, H&M, gây nên một luồng bão tẩy chay dữ dội tại thị trường tỷ dân. Chiều ngày 24 tháng 3, Weibo Studio Hoàng Hiên nổ, phát súng đầu tiên cho hành động này khi đăng bài viết cho biết nam diễn viên và nhãn hàng H&M không còn bất kỳ sự hợp tác nào nữa. Ngay sau đó, Studio Tống Thiến liền đăng tải thanh minh với nội dung tương tự, cho biết nữ minh tinh và nhãn hàng H&M đã chấm dứt mối quan hệ hợp tác. Đồng Lệ Á cũng nối gót theo sau với bài chia sẻ bày tỏ tình yêu bông Tân Cương, tình yêu quê nhà. Cung Tuấn không những chia sẻ bài ủng hộ bông Tân Cương của Nhật báo Nhân dân, mà còn chia sẻ việc ủng hộ bông Tân Cương lên Instagram, giúp gia tăng độ hảo cảm với khán giả. Tất cả những sản phẩm có liên quan đến H&M đều bị trang Đông Kinh gỡ xuống. Trước mắt không tìm được bất kỳ sản phẩm nào của H&M trên mạng Trung Quốc. Không chỉ H&M chịu tổn thất nặng nề mà Nike cũng đang đau đầu khi các ngôi sao nổi tiếng như Vương Nhất Bác, Đàm Tùng Vận lần lượt tuyên bố chấm dứt hợp tác vào sáng hôm nay, ngày 25 tháng 3, thông qua Weibo giải trí Nhạc Hoa, công ty quản lý Vương Nhất Bác và Weibo Studio Đàm Tùng Vận. Vương Nhất Bác vốn được thương hiệu Nike ưu ái cho anh với vị trí bạn thân thương hiệu Gold. Phía công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã chính thức lên tiếng ngừng hợp tác với Nike sau sự kiện bông Tân Cương và không còn bất cứ hợp tác nào giữa đôi bên. Hiện tại, thương hiệu Nike là brand đầu tiên chấp nhận việc tẩy chay của thị trường đông dân và hiện tại trang web của hãng khóa tất cả ID người dùng từ phía Trung Quốc. Tiếp theo đó là các nhãn hàng khác như H&M, Yves Saint-Laurent, New Balance, Uniqlo, Adidas, Lacoste, Zara, Cumber, Bershka, Tommy Hilfiger cũng cùng chiến tuyến với hãng thể thao hàng đầu nước Mỹ. Bên cạnh những minh tinh nhanh chóng lên tiếng chấm dứt hợp đồng với các nhãn hàng có liên quan đến sự việc bông Tân Cương thì một số ngôi sao khác vẫn đang chọn cách im lặng. Thái độ này đã khiến họ hứng chịu sức ép nặng nề từ phía cư dân mạng. Một số minh tinh vẫn còn quan hệ hợp tác với các nhãn hàng có liên quan như Uniqlo, Nghêni, Tỉnh Bắc Nhiên, Vương Nguyên, Adidas, Đặng Luân, Dịch Dương Thiên Tỷ, Trần Lập Nông, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Vương Gia Nhĩ, Trần Dịch Tấn, Triệu Lộ Tư, Bành Dục Sướng, Tống Nghiên Phi, Đinh Vũ Hề, Lưu Diệt Phi, Phila, Thái Từ Khôn, Hoàng Cảnh Du, Cao Viên Viên, Ngô Cẩn Ngôn, Ari, Vương Lâm Khải, Giang Floren, Đặng Luân, Puma, Cổ Lực Na Trác, Lý Hiện, Lưu Văn, Lưu Hạo Nhiên, Dương Dương. Ở năm 2018, bờ răng thời trang ý Dolce & Gabbana đối diện làn sóng tẩy chay trên diện rộng tại Trung Quốc khi đụng chạm đến văn hóa dùng đũa của xứ sở đông dân này. Lúc đó Địch Lệ Nhiệt Ba đang làm đại sứ cho hãng cũng ngay lập tức cắt hợp đồng ngang. Tiếp nối scandal ở trên thì năm 2019, thương hiệu thời trang lừng danh Versace từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ người dân xứ sở đông dân khi thiết kế áo thun của hãng được xem là hành động xúc phạm chủ quyền Trung Quốc, và Dương Mịch cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Versace. Được biết sáng nay Yuhu Entertainment vừa đăng thanh minh hủy hợp tác giữa Vương Nhất Bác với Nike thì trưa nay EK, một thương hiệu đồ thể thao của nội địa Trung Quốc, đã đăng bài mời Vương Nhất Bác hợp tác, bày tỏ quan điểm ủng hộ thanh niên tốt của Trung Quốc, ủng hộ bông Tân Cương. Trước đó một loạt blogger lên bài áp Yuhu loại bỏ Nike cả kệ vô thời hạn lên cả hot C. Sau đó rất nhiều người dân Trung Quốc rủ nhau đi tranh giành giày thì vẫn thấy Nike trên các kệ hàng. Cuối cùng phóng viên liên hệ với nhân viên phục vụ khách hàng của AppDiogo về việc này thì nhân viên trả lời: trước mắt chúng tôi chưa nhận được thông báo liên quan nào, chúng tôi sẽ trình lên các bộ phận liên quan. Không ngờ rằng sau bài viết này số lượng giày Nike bán ra lại tăng nhiều, vì cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Nike sẽ bị dẹp tiệm, cho nên tranh thủ đi mua hàng trước khi Nike bị đóng cửa. Giữa làn sóng dữ đang kéo đến tiếp sau Nike lên no, một hot C bạo là Adidas đang chiếm hot C no, một bạo, một bộ phận thanh niên Trung Quốc đã âm thầm tranh thủ đi mua giày Adidas trước khi nhãn hàng này bị gỡ xuống.